khán giả nói gì sau khi tập 1 bộ phim Day to Love Harut Bibasa, tựa Việt là Hãy để tình yêu phán xét được phát sóng. Hãy để tình yêu phán xét được khán giả khen ngợi vì sự dễ thương và hài hước. Đây là một bộ phim truyền hình Thái Lan được khán giả trong nước và quốc tế chờ đợi từ lâu. Day to Love Harut Bibasa, Hãy để tình yêu phán xét là lần đầu tiên cặp đôi lệch tuổi Bella Rani và Beat Khung Thóc đóng cọc với nhau. Ngoài ra, đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tay của Beat. Vừa lên, bộ phim đã được khán giả bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội. Theo thống kê, tập đầu tiên của bộ phim Hãy để tình yêu phán xét đã thu được rating truyền hình là 2,6% và hơn 160.000 người theo dõi trên hai nền tảng TrueAD và CH3 Plus. Đây là một khởi đầu rất tốt cho cặp đôi cousin mới của làng giải trí Thái Lan, Bella Beat. Ngoài ra, bộ phim còn được mong chờ bởi cuộc đấu đá của Bella và Pinky Savika. Trong phim, họ là hai nữ luật sư xinh đẹp, thường xuyên tranh cãi với nhau. Thế nhưng, những cảnh này không hề căng thẳng chút nào. Thậm chí một số fan còn chuẩn bị chèo thuyền Bella Pinky luôn rồi. Cốt truyện dễ thương với tình yêu vượt qua khoảng cách tuổi tác, bộ phim chắc chắn sẽ làm hài lòng người hâm mộ. Cùng xem, các nhân vật sẽ làm tan chảy trái tim của bạn. Những bộ trang phục thời thượng và dàn nam thanh nữ tú nơi công sở sẽ không làm bạn thất vọng. Nhạc phim Day to Love Harut Bibasa có tổng cộng 3 bài OST. Có phải em? Cho ai bắt cho về hát mang lại cảm giác rất dễ thương. Từng phút giây được hát vỡ bí ác không tháp, bài này do Bella Rani, nữ chính của phim đã đặt tên. Còn bài cuối cùng là Promise You có hai phiên bản do bé Khung Tháp thể hiện. Nam chính của chúng ta đã thực hiện cả công đoạn sáng tác và thể hiện. Anh chàng này thật sự rất tài năng. Một phiên bản khác do Nam Famil hát mang lại cảm giác dễ thương phù hợp với các bạn nữ. Có rất nhiều khoảnh khắc dễ thương và hài hước ở bộ phim này. Các bạn nhớ theo dõi nhé.